Bạn búp bê, bạn búp bê. Trời ơi, bên nhà ông chủ kem bán bánh quá trời kìa, chạy qua mua không? Hả? Nhà ông chủ kem bán nhiều bánh lắm hả? Rồi để mình chạy qua mua nha. Có bánh bim bim khổng lồ nữa đó. Trời ơi, bự lắm. Ủa vậy hả? Trời ơi, chị vui dữ à. Thôi để mình chạy qua mình coi thử. Ông chủ kem ơi, ông chủ kem. Ông chủ kem ơi, trời ơi, hôm nay bánh quá trời luôn hả? Bánh này bánh gì ông chủ kem? Bánh bim bim này, trời bim bim. Wow, một bịch bim bim khổng lồ hình con mực luôn. À, bim bim nhỏ nữa hả? Ui, cái gì đây ông chủ kem? Wow, các bạn ơi, một cái mặt hình Halloween, mặt trái bí luôn. Wow, nó kêu nhạc được luôn hả ông chủ kem? Vui dữ hả? Ơi. Ờ, nó kêu ghê quá các bạn ơi. Trời ơi, đè nè, nó kêu nè. Ông chủ kem ơi, bán cho bịch bim bim bự này đi, nhiêu tiền? 20 ngàn không mua được. 20 ngàn không mua được hả? Chứ nhiêu tiền mới mua được? Đất tiền bự. À, tiền bự 100 ngàn hả? Rồi, để về nhà lấy tiền rồi mua rồi trả cho ông chủ kem nha. Ông chủ kem ơi, xin mẹ được có 50 ngàn à. Ông chủ cho thiếu 50 ngàn được không? Thì tiền này ông chủ kem ơi, cảm ơn ông chủ kem nha. Rồi, ông chủ kem ơi, bây giờ đem cái bịch bánh này về nhà giùm đi. Bự quá, búp bê đâu có rinh được đâu. Rồi đây, bỏ vô tay búp bê nè. Bự quá à, rinh đâu có nổi đâu. Các bạn ơi, cái bịch bánh này nó bự quá. Rồi bây giờ rinh về thôi, nặng quá à. Trời ơi, cái bịch bánh này bự quá, làm sao mà ăn hết được đây ta. Trời ơi, thích quá đi. Tối nay mình ôm cái bịch bánh này mình ngủ chung với nó luôn thôi à. Trời ơi, đã quá ta ơi. Cháu lên bà cho vô mau dao, cô thương cháu là chân thân khóc nhì. Ơi, thèm bánh quá, thôi mình đi qua nhà hả. Ông chủ kem, bạn kem á, mình mua bánh nha, bim bim về mình ăn nha các bạn. Xin chào mấy bạn xu nha, mấy bạn xu đi mua bánh ăn thôi với mình không? Ông chủ kem ơi, ông chủ kem có nhà không? Ông chủ kem ơi. Trời, ông chủ kem đang làm gì ta? Xin chào ông chủ kem đang làm gì vậy? Trời ơi, ông chủ kem đang cống nhòm hả? Ôi, các bạn ơi, đây ông chủ kem có cống nhòm gì mà đẹp dữ vậy ta? Trời, ai mà cười hoài vậy? Ủa, ông chủ kem ơi, con này con gì vậy? Con gì á? Trời, các bạn ơi, đâu mà có... Cười hoài luôn á. Con này nó cười hoài luôn hả? Trời ơi, con khỉ này thấy ghê quá à. Màu đỏ mà cái răng nó bự dữ hả? Thôi, đây có dòng xoay nữa nè. Búp bê không mua khỉ đâu. Ủa, ông chủ kem ơi. Cái bịch bánh bim bim khổng lồ hình con tên này là bao nhiêu tiền vậy? 20 ngàn. Ủa, có 20 ngàn thôi hả? Ủa, rẻ chứ người ta. Vậy mua nha. Trời ơi, bịch bánh bim bim rẻ quá, ông chủ kem ơi, bỏ lên. Rồi, bự quá, cầm vô cổ đem về luôn. Kéo lên. Cầm vô cổ kéo về luôn. Rồi, trong chút cổ kéo bánh về thôi. Trời ơi, bánh nặng quá đây các bạn ơi. Kéo về thôi. Trời ơi, Chi Bi Ú ơi, Chi Bi Ú. Có nhà không Chi Bi Ú ơi? Ủa, ai kêu mình vậy ta? Dạ có, chị Búp Bê Thỏ ơi, em có nhà nè. Chị vô đây chơi. Chào em Chi Bi Ú. Chị đem bịch bánh bim bim qua cho em ăn chung nè. Bịch bánh này bự quá, chị không biết mở làm sao hết nè. Trời ơi, chị ơi, em cũng mới mua bịch bánh bim bim bự quá trời luôn mà giờ em không biết mở làm sao nè. Bây giờ làm sao, em cũng thèm quá mà giờ mở không được. Trời ơi, làm sao bây giờ ta? Thôi vậy mình chạy qua nhà ông chủ kem này, kêu ông chủ kem mở cho chúng mình ăn nha. Dạ, mình đi thôi chị, đi nhanh lên. Chị ơi, em thèm quá à, đi nhanh lên. Ông chủ kem ơi, ông chủ kem có nhà không? Trời ơi, ông chủ kem ơi, giờ mua hai bịch bánh này bự quá, không biết mở sao, ông chủ kem mở giùm nha. Các bạn ơi, hai bạn búp bê giờ mở bịch bim bim bự này không được nên giờ hả? Mình qua mình mở phụ nha. Rồi, bây giờ bạn kem cầm nghe, ta cắt nha. Đây, mình cắt bịch bim bim ra. Wow, bịch bim bim nó bự thiệt chứ. Xong, sắp xong rồi. Rồi, bạn kem ơi, đổ bịch bim bim ra. Rồi, đứng lên đổ ra luôn. Ôi, trời ơi. Còn không? À, còn một bịch trong đó đó. Wow, đây các bạn ơi, một bịch bim bim khổng lồ. À, một bịch bim bim khổng lồ này nó có 5 cái gói bim bim nhỏ nè các bạn ơi. Đây, 5 gói bim bim nhỏ.
rồi để bên cho các bạn búp bê đi, hồi mấy bạn búp bê ăn. Rồi bạn Ken cầm mở bịch bim bim nhỏ này ra nha, coi chừng đứt tay nha. Rồi bây giờ mình coi có bên trong nó có gì đây, xé bự ra bạn Ken ơi. Wow, rồi có gì bên trong ạ? À, các bạn ơi đây, một bịch bim bim. Rồi bim bim mật ngon quá trời. Bim bim mực này nè, nó có mấy, bên trong nó tròn tròn ống giống mấy mực các bạn ơi. Đã quá. Rồi cho mấy bạn búp bê ăn đi bạn Ken. Ngon không? Ngon không? Rồi bây giờ mình mở được bim bim hình con tôm này nha. Rồi các bạn ơi, hồi nãy mình mở xong bịch bim bim mực rồi, bây giờ mình sẽ mở bịch bim bim tôm ra nha. Coi bên trong nó có cái bịch gì bên trong nha. Để xem đây, cắt ra thôi. Bịch bim bim mình nó cũng dài như bịch bim bim kia luôn, đúng lắm. Wow. Rồi đứt ra luôn rồi, bạn Ken đổ ra bạn Ken ơi. Wow. Đây các bạn ơi, bịch bim bim này nó có 6 bịch luôn, 2 bịch màu xanh lá cây, 2 bịch màu đỏ và 2 bịch màu cam. Wow, đẹp quá. Rồi bây giờ bạn Ken mình mở bịch màu nào? Giờ mình mở bịch màu nào con? Con thích ăn màu nào? À rồi bây giờ bạn Ken sẽ mở về bịch bim bim màu cam cho chúng ta xem nha. Đây nè các bạn ơi, một bịch bim bim tôm màu cam. Đã quá, không biết ngon không nữa. Rồi bây giờ mình cắt bịch bim bim màu cam ra, coi có cái gì bên trong đi ta. Wow. Rồi xé ra bạn Ken ơi, xé ra coi bên trong có gì không. Rồi xé ra đi. Wow, hồi hộp quá. Rồi bà cầm đi bà xé phụ. Đây rồi, bên trong có gì không ta. Rồi mở ra bạn Ken ơi. Thôi mình đổ đây cho các bạn xem thử đi, coi có cái gì bên trong không. Đó, nữa đổ hết luôn con. Để coi có nước chấm không. Wow, đây. Ê, xu, né ra mấy xu này nghe bệnh. Đây các bạn ơi, bịch bim bim con tôm này nó có nước sốt nha. Đây là bịch ớt nè, bịch ớt để mình chấm. Còn đây là bịch bịch tương cà nè. Và wow, mình ăn thử cây coi ngon không ta. Rồi các bạn ơi, bây giờ bạn búp bê bạn thèm quá rồi, cho bạn búp bê cái bim bim nha. Ngon bạn búp bê. Con thấy ngon. Rồi bây giờ cho bạn búp bê thỏ ăn nha. Rồi bạn Ken cho bạn búp bê thỏ ăn một cái bim bim đi. Mấy con chu này giờ nó đây nó canh nè, nó canh bánh kìa. Các bạn như vậy là cái hai bịch bim bim này nè, đây một bịch bim bim tôm thì nó có 6 gói nhỏ nha, 2 gói màu đỏ, 2 gói màu xanh và 1 gói màu cam. Còn bịch bim bim mực thì nó có 5 gói màu trắng luôn, cùng một màu hết. Wow, màu trắng nữa dưới nữa. Bạn Ken nay con ăn bim bim ngon không? Ngon. Rồi như vậy video đến đây là hết rồi nha các bạn, hẹn các bạn video lần sau nha, bye bye các bạn. Xin chào bạn Ken. Trời ơi, bánh gì mà bự dữ hả? Các bạn ơi, hôm nay bạn Ken hả bán bim bim gì mà bự quá trời luôn nè. Trời ơi, đã dữ thật ta. Ông chủ Ken ơi, ông chủ Ken, bánh bim bim này nhiều cái ông chủ Ken? Bánh bim bim bự này nhiều cái ông chủ Ken? Ồ, cái bánh này có 50.000 thôi hả? Trời ơi, rẻ dữ hả? Còn cái bánh tôm này? Ở bịch bánh tôm này có 20.000 thôi hả? Trời ơi, ở đây có con khỉ nữa nè. Trời ơi, đã ghê không? Ủa, con gì trên tay hả? Con cá mập nữa hả? Các bạn ơi, hôm nay ông chủ Ken không nhập hàng về quá trời luôn nè. Dùm nè, có chiếc xe nè, có đồng hồ nè. Rồi, có cũng có 3 đầu đẻ trứng nữa nè. Gì đây ta, cống nhờm. Rồi máy làm kem với xe nữa. Rồi bây giờ đi về nhà nói bạn búp bê qua mua bim bim khổng lồ nghe chủ Ken.